Những loài vật đáng sợ nhất trên thế giới, phần số 1. Dù chúng vô hạn, nhưng đôi khi chỉ cần nhìn thấy những loài vật này thôi thì cũng đủ phát khiếp. Khỉ lùng Tarsier. Sure. Chúng có chiều cao không quá 10 cm nhưng lại có đôi mắt rất to, to hơn cả não của chúng. Bàn chân của chúng rất to và hai chân sau thì rất khỏe, giúp chúng có thể nhảy từ cây này sang cây khác để tìm kiếm côn trùng hoặc những loài không xương sống nhỏ. Loài kỷ này thường sinh sống ở khu vực Borneo, đảo Sumatra. Cá mặt quỷ. Cái đầu của loài cá này thực sự là một cơn ác mộng, với những chiếc răng nanh thò ra từ cái miệng trông giống như là cửa hang. Loài cá này thường sống ở độ sâu từ 1.000 cho tới 2.000 mét so với mặt nước biển. Khí đỏ Wakari Với cái đầu trọc và khuôn mặt đỏ rực, khỉ Wakari có thể dễ khiến cho người yếu bóng vía sợ hãi. Bộ lông của chúng thường có màu nâu hoặc là màu cam, dài và rộng. Không giống với các loài khỉ khác, Wakari có đuôi cọc nhưng vẫn di chuyển nhanh nhẹn trên cây do sử dụng tay và chân Điểm đặc biệt của loài khỉ này là khi chúng bị ốm thì màu đỏ trên mặt cũng trở nên nhợt nhạt. Khỉ Wakari thường sống ở lưu vực sông Amazon mà thường chia thành từng nhóm 10 con. Chúng cũng biết cất thức ăn dự trữ trên cây để đề phòng những ngày vào mùa khô, thức ăn trở nên khan hiếm. Rùa Mata Mata Loài rùa nước ngọt lớn có nhiều tính năng kỳ lạ. Nó trông giống như là một đống vỏ cây ngập nước và các mảnh vỡ nó có một mũi nhô ra có vai trò như là một ống thở. Loài rùa này ăn cá nhỏ theo cách khác thường. Nó chờ đợi cho đến khi nạn nhân đến gần miệng và chỉ cần mở ra hàm của nó càng rộng càng tốt tạo ra một áp suất thấp mà hút cá vào bên trong. Rùa Manta Mata thường sống ở các vị trí khác nhau trong khu vực Amazon. Bò cánh cứng ở sa mạc Namib mưa là một điều quá xa xỉ ở sa mạc Namib. Vì thế thì loài bọ ở đây đã có một cách đặc biệt để lấy được nguồn nước nuôi cơ thể. Khi hơi nước từ vùng ven biển thổi tới thì chúng sẽ đứng trên cát, chụp những chọt nước trên chân sau của chúng. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.